ta sẽ bước sang tiếp những quyển giáo trình liên quan đến N4 nhé mọi người nhé. Đúng rồi. Cái này phần này chắc là nhanh hơn đấy, tại vì Minna no Niongo thì nó vẫn thế, nó có ngần đấy quyển sách. Mình giới thiệu lại một chút, đó là cuốn gì nhỉ? Các bạn học N5 rồi thì biết rồi đúng không? Đây là cuốn sách mình gọi là cuốn sách giáo khoa, Tekisto. Ok. Rồi thì có một cuốn gì nhỉ? Giải thích ngữ pháp. Giải thích ngữ pháp rồi. Bộ giáo trình này thì nói luôn cái kia rồi thôi. Đúng rồi, nhưng mà các bạn chưa xem N4 thì không biết, chưa xem N5 thì không biết. Nên là mình phải nói qua đúng không? Rồi thì có cuốn giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt rồi. Đâu nhỉ? Trong này không có rồi, giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt. Thôi thì không sao, chúng ta sẽ có một cuốn gì đấy. Cuốn này là cuốn bài tập, môn đai siêu nhá, cuốn sách bài tập đấy. Okay. Bài tập trong sách này thì nó rất ít nên là chúng ta phải làm thêm cuốn sách bài tập này. Khó mà nhiều phết đấy. Đừng có tưởng, hoài lắm. Ok. Dở ra, học cũng phát xong làm cuốn này. Tiếp theo sẽ là một cuốn gì đây? Topic cự. Topic cự này. Topic cự là cuốn gì đây? Đọc. Đọc. Các bạn nhớ nhá, đọc trong cuốn này khá là dài đấy. Ok. Bắt đầu từ cuốn 2 là nội dung bài học sẽ dài hơn rất là nhiều, ví dụ 2 trang dưới như thế này này. Ok. Rồi thì các bạn đọc xong không hiểu phần nào thì nhà giáo viên giải thích hộ. Nhìn này. Thôi là chúng ta sang đến N4 mình tập thói quen gì nhỉ? Tra từ điển. Tra từ điển đi. Ok. Tra từ điển. Những từ nào mà không biết thì mình tra từ điển. Thế xong rồi sẽ xác nhận lại với giáo viên của mình về cái cách mình xem dịch bài này đúng hay sai nhá. Ok. Đây là phần gì đây? Bài viết à? Bài viết đúng không? Vừa nãy vừa nói rồi. Cuốn viết này cũng tương đương với phần cuốn bài tập thôi. Đồng ý hệt cuốn bài tập. Ok. Ngoài ra còn cuốn nghe nữa cơ mà. Trong này không có nghe à? Giờ lại cuốn nghe giới thiệu cho các bạn, đó là thắc cự đi. Chúng quay thắc cự. À đây mà. Đây. Đây thắc cự. Đây là cuốn 2 rồi. Cuốn 1 có nhá, các bạn nhớ nhá. Chōkai tasuku nijū go. Cuốn này cuốn 2 này, Sokyū ni. Ok. Sokyū ni. Cuốn này là cuốn chính xác của N4. In is ka? No. Chúng quay thắc cự. Để xem đây. Đấy, cho các bạn xem. Hay. Tiếp theo về ngữ pháp thì chúng ta học những cuốn nào? N4 thì tất nhiên phải nhiều hơn N5 rồi, tại vì kiến thức của nó nhiều hơn đúng không? Vừa nãy mình trong N5 thì mình có cuốn giới thiệu một cuốn sách Try rồi, đúng không? Vậy thì trong cuốn N4 này cũng có một cuốn Try, nội dung cũng tương tự, có một bài khóa. Ví dụ bài 3 này có một bài khóa đúng không? Xong thì trong những bài khóa này có những phần in đậm, đó là những mẫu ngữ pháp mà chúng ta phải học. Okay. Rồi thì mỗi một mẫu ngữ pháp thì có một chút giải thích bằng tiếng Việt. Giải thích bằng tiếng Việt. Và dưới mẫu ngữ pháp đó là cách sử dụng, sau đó là ví dụ. Ví dụ thường sẽ là nhiều ví dụ đấy. Nhiều ví dụ. Rồi thì đến phần luyện tập luôn. Okay, luyện tập. Rất là hay, rất là nhiều. Rồi thì sau hai bài sẽ có một phần ôn tập. Ôn tập tổng hợp lại những ngữ pháp chúng ta, và có cả phần nghe nữa, nghe để chúng ta giúp ích cho chúng ta trong cái kỳ thi GRPT. Tuy nhiên lượng kiến thức của nó ít hơn cuốn sách gì nhỉ, Minna no Niongo này, nên là không biết học cuốn này có đủ không, liệu có đủ không, đúng không? Nên là cũng còn hơi băn khoăn. Chưa có ai học nguyên hai cuốn này mà đi thi nên là không biết nó như thế nào. Tiếp theo là chúng ta có một quyển, đó là quyển trong bộ giáo trình Shinkansen Master về Bunpo. Theo mình thấy thì đây là một quyển rất là hay mọi người ạ. Bởi vì sao? Nhưng mà hay thì chỉ hay với những bạn nào mà đang chuẩn bị để ôn thi thôi. Bởi vì là nếu mà để học mà giới thiệu ngữ pháp ngay từ đầu thì nó hơi khó một chút. Bởi vì ở trong này mỗi một bài là người ta sẽ tổng hợp các mẫu ngữ pháp mà có nghĩa gần giống nhau. Thì khi mà những bạn nào mà đã học qua hết một lượt những cái gì nhỉ, những cái ngữ pháp mình đã học trong quyển Minna rồi mà xem lại quyển này mang tính chất ôn tổng hợp lại rất là hay. Bởi vì trong mỗi bài nhá, người ta tổng hợp một ngữ pháp này, xong bây giờ sẽ có một vài những cái mẫu câu để mình ôn lại này, rồi cách sử dụng của nó bên dưới. Và sau mỗi bài như này đều có bài tập làm thêm hết cả. Đúng rồi. Những mà tô mê như là từ bài 1 đến bài 5 này giống rất là giống với cái kiểu đi thi để ôn lại kiến thức. Nên là với những bạn nào mà chuẩn bị đi thi rồi thì mình rất là khuyên nên tìm để quyển này để mà ôn những cái bài tập chuẩn bị cho kỳ thi nhé. Cuốn này rất là quan trọng bởi vì trong cuốn này nó bao gồm cả những cái kiến thức mà trong Minna no Niongo không có. Những cái mẫu pháp ví dụ như là gì nhỉ? Trong Minna bài 18 hay bài 19 nhỉ, có phần nakedeba nanimasen, phải làm cái gì đó. Trong cuốn này có cả mẫu là gì nhỉ?
nai tối kê nai không phải là gì đấy mà trong kỳ thi nó ra nhá. Nên là các bạn nên mua cuốn này để học thêm ôn thi, ok. Cuốn này có một khuyết điểm của nó là gì nhỉ? Tại vì nó không có từ mới cho chúng ta học. Không có từ mới cho chúng ta học nên là hơi vất vả một tí. Ok. Cuốn này người ta còn tổng hợp cách chia của những tính từ, động từ, rồi thì phó từ như thế nào. Ok. Rồi thì quá gá, rồi ố sử dụng như thế nào, ní đế sử dụng như thế nào đều có hết. Thỉnh thoảng mình vẫn dạy cuốn sách này mà thấy rất là hay. Các bạn nhớ mua về nhá. Nhớ mua về. Ok. Nếu mà muốn học thì hôm nào mình sẽ dạy online cuốn này. Và đây mình ra hiệu sách thì mình cũng có thấy một cuốn này. Cuốn là cuốn gì đấy? Tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật N4. Thì đó là cuốn nhái của cuốn này. Nghe, cuốn này là cuốn Nhật Bản. Còn cuốn này là do gì ạ? Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Chắc là một ai đó nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội gì nhỉ? Lấy về xong dịch thôi. Chỗ là dịch cái phần tiếng Nhật ra thôi này. Nội dung y hệt, y xì luôn. Dịch cái phần tiếng Nhật ra thôi, không có gì cả. Nên là nếu mà các bạn muốn biết thêm phần tiếng Việt á thì mua cuốn này cũng được. English cả. Tiếp theo còn nữa, đó là cuốn gì đây? Hai cuốn nằm trong bộ giáo trình. À, đây là hai cuốn nằm trong bộ giáo trình Mini Karao Boy Đự. Tức là gì? Nghe để nhớ. Okay. Nghe nhớ. Thì hai quyển này trước tiên mình sẽ giới thiệu về quyển đấy, ngữ pháp đi. Đấy là cuốn Chokai. Thứ nhất cuốn này là cuốn ngữ pháp. Ngữ pháp thì nó cũng tương tự gần giống với cuốn này. Cuốn này là Shinkansen Master nhưng vẫn lại không đọc tên. Shinkansen Master thấy chưa? N4. Còn cuốn này là gì ạ? Mimi Kara Oboiru. Ok. Thì cuốn này cũng gần giống như thế. Nó cũng có tổng hợp những cái bài người ta có từ unit đây. Unit này. Mỗi một bài có tầm là 5 đến 7 mẫu ngữ pháp. Ở dưới thì đây, mỗi một bài thì nó sẽ có mỗi một ngữ pháp thì có rất là nhiều ví dụ sau đó thì sau hết một bài thì sẽ có phần bài tập như thế này. Rất là nhiều chúng ta ôn tập. Muốn thi, các bạn muốn thi thì man tèn, tức là điểm tối đa thì phải mua thêm những cuốn sách này tham khảo. Nghe. Và cuối cùng, chưa phải cuối cùng đúng không? Rất là nhiều. Và tiếp theo đó là một quyển nằm trong bộ giáo trình Mimi Karao Boy Đự mình vừa mới nói đấy, nhưng mà phần này thuộc phần Chokai. Thì mình đã từng xem qua quyển này rồi, nó rất là hay ở một cái điểm đó là nó sẽ dạy cho mình cái cách nghe với cái kỹ năng nghe với từng một cái dạng đề, một cái phần bài, dạng bài ở trong đề thi của chúng ta. Ví dụ như là cái bài mà nghe cả đoạn văn rồi đọc câu hỏi sẽ như thế nào, cũng như là nghe một câu trả lời một câu sẽ như thế nào, thì nó có đều có những cái tip riêng để giới thiệu cho mình như vậy. Và cuối quyển này thì nó sẽ có một cái phần, đó là phần những cái phần để luyện thi, tức là nó giống hệt như cái đề thi của chúng mình luôn. Nên là những bạn nào mà muốn để chuẩn bị thi thì có thể mang quyển này về ôn luyện nghe cũng được. Quyển rất là hay. Rất là hay đúng không? Tiếp theo đây là đến đề thi chữ Hán đó. Ok. Tiếp theo là chúng ta đến chữ Hán kanji. Chữ Hán thì lúc em learn thì chúng ta học rồi, lúc em learn là bao gồm cả N4, N5 đấy, N500 đấy. Còn đây là cuốn Kanji Master, cũng như cuốn N5 kia mình đã giới thiệu rồi đúng không? Nó có từng chương một, từng chương thì mỗi một chương có một chủ đề khác nhau. Ví dụ chúng ta có một chương này, chương 2 chẳng hạn. Nó liên quan đến Leji. Leji tức là khu vực tính tiền, thanh toán tiền ở trong combini hay là thanh toán tiền ở trong siêu thị. Tức là nơi bán tiền, nơi tính tiền đấy. Thì khách hàng thì có từng liên quan đến quán này, đến khách này, đúng không? Sau rồi thì đây, rồi thì Oya. Oya rồi thân thiện này. Chân thân thiện người bán hàng phải thân thiện này, còn chữ bán này, bán đúng không? Còn chữ đương này, đương này, tô gì này, ok, hồng tô có thật không là hồng tô này, đấy. Rồi hin là sản phẩm này, nó hết một bài thì nó lại có phần từng bài tập, phần bài tập như thế này, mỗi một chữ thì có một phần bài tập riêng, rồi cách đọc kanji rồi thì cách viết kanji, ok, hay, đấy là phần kanji, tiếp theo là phần đọc. Cái cuốn đọc này Yomu and Yomu. Trong phần này, cuốn này chỉ một cuốn tham khảo thôi. Nó cũng hơi cũ rồi. Nội dung của nó thì chủ yếu là phần bài tập, okay. Mỗi một bài tập thì người ta sẽ có cách giải. Nếu mà mua cuốn này về thì mua cũng được. Nếu mà muốn tham khảo, sách thì cũng rẻ, cứ mua nhiều nhiều vào. Mua nhiều vào để học, ok, là 4.
Jitsuryoku up tên cuốn sách. Ok. Jitsuryoku up. Hai. Up thực lực của mình. Ok. Tiếp theo đó là đến những phần ôn. Để thi được điểm cao thì chúng ta phải có những bài thi đúng không? Bài thi. Trước hết L4 thì có những cuốn này. Đề thi đi. Chúng ta đến bắt đầu từ cuốn này đi. Cuốn này vẫn là Zetaigo các cự. Vừa nãy có Zetaigo các cự L5 rồi đúng không? Thì giờ chúng ta có N4, Zetaigo các cự N4. Ok. Có 3 đề cơ. Ok. Có 3 đề thi y hệt luôn. Các bạn mua cuốn này nhá. Rất là hữu ích ấy. Thi để thi thử mà. Tiếp theo cuốn này mới toanh luôn, mình vừa mới mua ở bên Nhật về. Ok. Giá là 1 sen 3 này. Ok. Thi N4 này. Nó cũng tương tự cái cuốn này. Nó phân ra làm 3 loại. Đó là Mojigui. Mojigui. Moji các bạn nhớ nhá. Moji chính là kanji đấy. Ok. Moji chính là kanji. Còn Goi. Goi là từ vựng. Ok. Goi là từ vựng. Tiếp theo phần Mojigui là phần ngữ pháp. Bungpo này. Bungpo. Bungpo này. Sau đấy phần đọc hiểu và nghe. Nghe này, nghe có cả đĩa luôn này. Ok. Nên là các bạn mua cuốn sách này về nhá. Để ôn, ôn thi N4. Chắc chắn điểm số của nó sẽ được tăng lên rất là nhiều. Tương tự cuốn này như thế. N4. Bạn nhớ này. Cái gì đây? Nihongo noryoku scan thai sakku. Nghe thai sakku. Thai sakku đối sách đấy. Ok. Rồi gồm có kanji, từ vựng và ngữ pháp. Cái kanji từ vựng và ngữ pháp. Trong này thì ban đầu thì nó cũng có giải thích ngữ pháp này, ngữ pháp kia. Ở đâu cuốn này không phải, cũng có giải thích ngữ pháp về và ngữ pháp giải thích. Còn kanji thì có một loạt và bài tập là bài tập. Làm rất là sướng. Ok. Nên là bạn mua về nhá, thực hành cuốn này. Đây mình cho xem tiêu đề này. Thấy chưa? Thai sắc cự. Ok. 20 ngày thì nhỉ, chúng ta có thể tăng được cái gì nhỉ, năng lực đỗ, khả năng đỗ của chúng ta. Ok. Hay. Ok, như vậy là đến bây giờ bọn mình đã giới thiệu xong về những cuốn giáo trình mà ở riêng từng N4, N5, 1. Thế thì bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp theo 3 quyển sách để ôn với những bạn nào mà muốn ôn tổng hợp kiến thức của N4, N5 để trước khi vào học N3 chẳng hạn đúng không? Thì ở đây trước tiên mình sẽ giới thiệu 2 quyển này. 2 quyển rất là nhỏ và xinh này đúng không? Thứ nhất là quyển gì nhỉ? Nihongo Tango Speedo Master. Đây, cuốn này để anh giới thiệu cho, tại vì cuốn này anh cũng từng dạy rồi. Thì cuốn này thì nó liên quan đến từng chủ đề một. Tuy nhiên nó không có tiếng Việt ấy. Nên là nếu mà các bạn học N5 nào thì nếu mà biết tiếng Anh thì nên học cuốn này. Nó theo từng chủ đề một. Thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần thiết như thế, cần thiết sử dụng những từ nào. Ví dụ chúng ta vào trong tình huống này đúng không? Chúng ta đi ra nhà ga thì trong nhà ga thì có những từ vựng như thế nào. Đấy. Thì chúng ta nên học cuốn này. Còn nếu mà không biết tiếng Anh thì thôi cũng được, không cần phải mua cuốn này đâu. Cuốn này. Cuốn này là gì đây? Speedo Master. Đây là gì nhỉ? Những từ xuất hiện trong N4 và N5. Đây cuốn này quan trọng hơn này. Tiếp theo một quyển này rất là hay, đó là quyển Shin Nihongo Gohyaku Mon desu ne. Quyển này là một cuốn mà dành cho những bạn nào muốn ôn lại những cái phần về từ vựng, chữ Hán cũng như là về phần ngữ pháp trước khi đi thi N4, N5, bởi vì trong này sẽ có thiết kế như sau. Bao giờ cũng thế nhá. Trong này tổng hợp là có 500 câu. 500 câu người ta sẽ chia cho mình thành 4 tuần khác nhau đúng không? Thành 4 tuần học. Và trong mỗi bài thì người ta có phân cho mình trong 1 tuần học thì sẽ có 1 ngày học những cái gì. Dạng như sau ạ. Chúng ta sẽ có bên này có 3 câu. Bên này có 3 câu như 1, 2, 3. Thì câu đầu tiên nó sẽ về phần chữ Hán. Câu số 2 là về phần từ vựng và câu số 3 về phần ngữ pháp. Và nó sẽ có đáp án 1, 2, 4 cho mình chọn. Và sau khi mình chọn rồi thì các bạn có thể check ngay đáp án của mình đúng hay sai ở trang bên cạnh. Trang bên cạnh. Rất là hay đúng không? Có giải thích tiếng Việt luôn. Giải thích tiếng Việt luôn. Và kanji, tại sao chữ kanji này mình chọn sai đúng không? Kanji này dùng nào? Rồi thì từ vựng này tại sao trong trường này phải dùng động từ này đúng không? Dùng trong danh từ này. Rồi thì trong phần ngữ pháp này tại sao mình lại sai? Tại sao lại phải chia động từ đúng không? Đấy, tiếp theo, mỗi bài nó có như thế. Rất là tiện lợi. Có 500 câu luôn. 500 câu thì thực ra quyển này học mà chơi, chơi mà học đúng không? Bạn nào mà trước khi đi ngủ ấy, có thể cầm như quyển sổ cầm tay trước khi đi ngủ, mở ra đọc xem qua một tí, thử xem mình làm có đúng hay không. Cũng là một cách để ôn luyện rất là tốt. Ban đầu cầm cuốn sách này lên đúng không? Các bạn học xong là 4 rồi, làm thấy rất là đơn giản. Ui sao dễ như thế này, dễ như thế. Nhưng mà đến tầm khoảng câu thứ 200 hay là 250 là bắt đầu thấy khoai rồi đấy. Tại vì có nhiều kiến thức mà chúng ta không học. Ok. Vậy thì chúng ta phải kết hợp luôn cả cuốn sách này nữa này.
ngữ pháp này nhớ chưa, học cuốn này này xong thì thêm những cái cuốn này này thì đi thi mới được đạt được điểm tối đa. Ok. Tiếp theo đây rồi, N4N5. À đây có phần sót của N4, tại sao vậy? Đây là cuốn N4N5, đây là gô các đề kỳ dự. Ok, đây là những cái bài thi liên quan đến N4N5 luôn, trong này nó tổng hợp đây này, rất là nhiều. Ok, trong này nó phân ra rồi, trang bao nhiêu, ví dụ như thế này, đây trang đây có hai phần N4N5 này, N5 này thì là từ trang mới đến trang mới này. Ok, N4 thì từ trang mới đến trang mới này, tổng hợp này, tổng hợp cả hai phần này, N4 N5 này, trong phần tổng hợp này là như một đề thi luôn. Ok, còn những cái phần đầu tiên này nó liên quan đến gì nhỉ, từ vựng là nhiều, kanji là nhiều, ngữ pháp. Ok, từ vựng, kanji, ngữ pháp, rồi có cả đọc hiểu luôn. Bạn nào mà chưa quen với đọc hiểu phải mua những cuốn sách như thế này về đọc nhiều vào xem là đọc tại sao mình không đọc được, bởi vì các bạn đọc ít thôi, đọc N4 dễ cực kỳ luôn, không có gì khó cả. Thế này, ví dụ có những bài như thế này đấy, N4 này, đọc nhiều thì chúng ta sẽ làm được bài thôi. Ok, đọc bài, very good. Có còn một cuốn nữa này, nhiều thế, có nhiều sách này. Mẹ vừa nãy em bị sót một cuốn, trong N4, nhìn nó màu cũng giống cuốn này đúng không, nhưng mà thực ra tên của nó khác. Cuốn này là gô các đề kỳ dự, đúng không? Có thể đỗ được. Và cuốn này là tette dori dự, patan betsu. Cuốn này thì cũng 1, 2, 3, 4, có đầy đủ 4 kỹ năng. Ok, đầy đủ 4 kỹ năng. Patan betsu, tette dori dự. Ok, dori dự nó là mũi khoan. Dori dự nó là mũi khoan. Tette là triệt để, là chúng ta phải khoan triệt để. Ta học một cách triệt để vào nhớ chứ. Nó cho chúng ta học được một cách triệt để. Bài tập rất là nhiều luôn. Okay. Sau mỗi bài tập thì sẽ là gì nhỉ? Phần giải thích luôn. Đây bài tập, bài sau nó sẽ phần giải thích. Bài tập giải thích. Rồi thì có cả phần đọc và phần nghe. Bạn mua về, nghe cũng rất là nhiều. Nghe. Nhớ nhá, N4 nhá, mua luôn cả cuốn sách này nữa. Vâng. Nhà sách gọi để mình đếm xem nào. N4. Đây là mình giới thiệu bao nhiêu cuốn N4 nào? 2 4 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cuốn. Nhưng mà thực ra nó gồm cả những quyển mà ôn đến N5 luôn á. Hay. Thì ngày hôm nay video này bọn mình giới thiệu những quyển sách này thì là những quyển mà chúng ta gặp rất là nhiều khi mà vào hiệu sách của Việt Nam đúng không? Thế thì cũng giống như nhiều bạn mà mới học thì vào một hiệu sách thì nhìn toàn sách tiếng Nhật thì không biết nên chọn quyển nào. Thì ở đây mình có review lại một chút về những quyển này, quyển kia để các bạn xem, gọi là một phần tham khảo khi mà chúng ta chọn lựa sách học cho mình. Sau khi xem xong clip này thì chúng ta có thể cân nhắc được nên mua cuốn nào, đúng không? Chúng ta đang bước vào kỳ thi đúng không? Chúng ta cần phải ôn thi thì chúng ta nên chọn những cuốn sách nào. Thì chúng ta muốn học ngữ pháp thì chúng ta nên chọn những cuốn sách nào. Sách thì mình không bán sách đâu. Mình chỉ giới thiệu luôn. Còn thì các bạn hãy đi đến các cửa hiệu ở các cổng trường đại học liên quan đến tiếng Nhật, những cái trường mà có khoa tiếng Nhật, ví dụ trường đại học Hà Nội hay là trường đại học của những quốc gia Hà Nội. Trước cổng trường thì có rất là nhiều sách các bạn vào đấy và mua. Thì cũng không phải là quảng cáo, đây chỉ là chia sẻ những cái quyển sách mà bọn mình nghĩ là sẽ cần thiết cho những bạn nào học tiếng Nhật. Thì rất là mong sẽ giúp ích cho mọi người. Và tiếp theo bọn mình sẽ làm những cái clip giới thiệu về sách giáo trình thuộc N3, N2, N1 nữa. N3 nhiều lắm. N3 rất là nhiều đúng không? Hay nên là hôm nay phần sơ cấp chúng ta sẽ kết lại ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Ok. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.